Chị ơi, review nhà hàng hoặc là mua đồ 1 triệu hả? Ôi trời ơi. Nhà hàng thì đợi một xíu mọi người, để hả khi nào bớt dịch thì anh nhà hàng nó mở ra nhiều thì anh sẽ đi review cho các bạn những cái đó. Còn bây giờ review đồ đi, một đống đồ như vậy có phải 1 triệu mọi người, như đúng 1 triệu á đó, mà anh được giảm quá trời quá đất nữa. Thì bây giờ anh sẽ đập hộp từng món xong rồi thử lên cho các bạn coi luôn nha. Đầu tiên sẽ là, trời ơi quá trời dễ thương, áo len nha mọi người. Cái này là của thương hiệu Lovito. Lovito, yes. Đó, ngon order hả. Đây, trời ơi dễ thương quá. Một cái em áo len quá là dễ chung dễ chung dễ thương. Mùa Noel tới đó, cái này đây này. Đây, áo mua nhiêu cũng nhớ luôn nha mọi người, hình như có trăm mấy rồi. Nói chung là nó rẻ lắm, một đống vậy mà có chưa tới triệu, hình như khoảng triệu. Đây, một cái quần lửng. Rồi, đây cũng giống nhau, hình như cũng trăm trăm mấy vậy. Đây trời ơi, hai cái quần sáng rồi. Ok, bây giờ anh sẽ thử lên cho mọi người coi. Ok mọi người, đó thấy không, một cái quần sáng, trời ơi một cái áo len dễ thương quá trời luôn á, quá sức. Cái vải thì rất là dài, rất là đã luôn mọi người, trời ơi có túi nữa. Để giờ anh thay cái quần đen cho mọi người coi. Ok, và đây cái quần đen, mọi người thấy xinh xắn không, anh thấy dễ thương quá à. Tức là nó rẻ mà nó dễ thương nữa, cho nên là mặc cứ mặc vớ va vẩn ở nhà đi mọi người, mà xinh xắn nó đâu ai biết nó rẻ gì đâu, trừ khi mình nói. Tiếp theo một cái em, trời ơi quần mà con thấy họa tiết này nó thú vị quá mọi người, xinh xắn nữa, quần tập gym rồi các kiểu đó, quần tập yoga đó. Má ơi, về cái độ quằn quại họa tiết rồi màu sắc thì mình rất là lồng lộn mọi người. Nó thấy hả, chỗ chất lượng vải rất là ok, rất là chắc chắn, coi rẻ luôn đây. Anh sẽ mặc với cái em này, trời trời ơi nè mọi người thấy chưa, cái áo, trời cái áo đằng sau dễ thương quá nè. Ý xong thêm cái quần, quên em thấy hộp túi, trời ơi cái quần nè mọi người thấy cái họa tiết, trời phải làm sao đây, làm sao đây đó, thấy chưa. Cái này mà đi tập thì hết bài với anh, trong phòng tập gym á hả, mê lắm nha, nhưng mà rất tiếc là không có tập gym, nên tập yoga. Nên không, anh này đi tập yoga hết, nhưng mà đẹp quá, xuất sắc quá, quá rẻ mua quyền đó mà chữ tên chị quá sức quá trời. Còn nữa, nãy xanh lá thì bây giờ sẽ là xanh dương. Wow 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 wow, đằng sau cũng hả chéo ngoe lắm mọi người. Một cái hả em còn một xanh dương luôn, đẹp quá. Rồi ok, để giờ anh thay cho một tụi cao. Cái áo này thì hở coi bộ sẽ kín hơn cái áo kia, nhưng mà đằng sau con thấy nó vẫn đẹp nha mọi người đó. Đằng sau vẫn rất là chéo ngoe, nhưng mà không có chéo ngoe bằng cái kia đâu. Còn cái quần lửng này á, thì hở nó ngắn hơn cái quần kia mọi người đó, nó chỉ nó lửng lửng lên tới đây, cái kia thì nó dài lên xuống luôn đó. Trời ơi đi tập đi mọi người, đi tập thể dục đi mọi người. Xuất sắc quá. Ủa chưa còn nữa. Trời nhiều quá, khổ ghê, cho con chị mà mua nhiều quá không biết sao luôn á. Đây, cái này nó mới đẹp. Nó có những cái em này nè. Oh my god, không biết phối với áo gì, chắc áo đen quá ha. Mà đẹp quá, nhìn rất là thích mấy cái họa tiết nha. Đây là cái bộ cuối cùng, quên, áo này là của Ngân. Còn cái quần này là của hả mình mới mua đây. Cái một cái điều mà Ngân rất thích là cái quần này, chứ chính là nó rất là siết mọi người, rất là xanh. Cảm thấy cái vải này nó chắc, nó xanh hơn hai cái vải quần còn lại mọi người, cho nên là tập rất là đã luôn nha. Đây, ô quên, nó còn có cái này nữa nè, thấy quá trời đẹp không đó, đấy này mà đi tập bỏ cũng được luôn, quá sức chờ đó, siêu đẹp. Đây tất cả những sản phẩm đến từ nhà Lovito. Rồi ok, bụng bự rồi mọi người ơi, chúng ta phải nên đi tập bụng lại. Có đồ đẹp rồi chúng ta sẽ có tập động lực để đi tập thể dục lại nha mọi người, giảm cân lại hết dịch rồi. Ok, bye, hẹn mọi người lấy tàu hộp tiếp theo.